À, xin chào cả nhà. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình đến nhà của cô ba ở Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai tàng cả nhà. Thì mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Dạ, con chào cô. À, con chụp cầu con. Dạ. Rồi hôm nay thì mình giao lưu những cây nào đâu cô ba? À, vô lưu chậu 4. Dạ, Ba chỗ trăm này rưỡi. hen. Rồi, chỗ này thì mình vô chậu 40 nha cả nhà. Rồi cái đế cũng đẹp nè. Cái này mình hoành thân với chiều cao mình lấy chừng nhiêu cô? À, 10, 15, 16, 14. Dạ, 14, 14, 15, 15, 16. 16. Cũ nó cũng có nở nữa cái Cũng nha. có cũ. Rồi, chiều cao mình lấy chừng nhiêu cô ba? Chiều cao thì chắc cỡ nó đó chắc cỡ thước hai ạ. Dạ, thứ hai. Mai Thước này là hai, mai thước mai vuông mai mai vuông gì bình cô là ba? chắc cỡ thước hai trở lại. Dạ. Thước hai. Mai này là mai gì cô ba? Mai này dảo, mai này gốc ở Bình Lợi nhưng mà Dạ. từ 9 đến 10 cánh bà từ Để hồi mình đi coi có cái mặt bông bông gió nào không? có con gió để còn để kiếm con À, thì cái gốc này là nằm ở chậu 40 nha cả nhà. gió. Đây mình tham quan cái vườn mai của cô, rất là nhiều mai tàng luôn cả nhà. Đây nè, bông gió đây nè. Đó. Có bông gió không cô Gió ba? có, đây nè. Đây. Nó vàng đậm lắm cả nhà. Bảy tám cánh vậy. Rồi, thì như một cây mai ở đẳng là giá mình luôn như cô ba. Cây mai Chậu 40 á. chậu chậu 40 là giá 350. 350. Dạ. Rồi có mình có ship xa không cô ba hay là giá tại vườn? Ship xa luôn, À bao dạ. ship luôn. À giá đó bao ship luôn. Dạ Năm dạ. rưỡi. Rồi mình tham khảo thêm gốc nữa đi cô ba. Gốc Thêm nào đâu? góc nào nữa? Tại vì rất là nhiều Đây cây đây cả nhà. đây, Nhà chưa vườn cái mình là cái nắng nè. rồi những cái cây cái tàn nó đặt nó đều mình vô lưu trước đây cả nhà. 350 bao ship toàn quốc nha cả nhà. Giá đó nữa. Đó. Dạ. Ví dụ như cây này luôn hả cô ba? Ừ. Rồi mình phải hỏi ý chủ vườn, ví dụ như cái cây nào nó đạt yêu cầu mình mới quay lên cả nhà. Chứ trong vườn mà có cây Cô này cây sao kia. cái này 8 cánh nè. Dạ. 8 cánh nè. Dạ. Đây như lấy cái hột dảo gieo. Tiếp theo thì mình sẽ giao lưu tới cái lô Quanh nằm 17 chậu 4 tấc 4 rưỡi. rưỡi. Quanh bao nhiêu cô ba? Quanh 17. Quanh 17. Dạ. Mình tán ngang nè. Tán ngang là 20 82. 82. Rồi cái chiều cao Chiều đó nha. cao là Nó cùng giống hết nha cả nhà, nhưng mà cái cùng giống. lô này thì nó bự hơn. Tán ngang là 116. À, chiều cao là 116. Thì Là giá 700 ngàn. bao nhiêu cô ba? 700 ngàn. Dạ, 700 ngàn. Thì có cây hơn cây cây thua. Nó cũng Năm nay. xê xích vài phân vậy hả cô ba? Dạ. Rồi, chủ yếu là mình coi cái tán này cả nhà. Cái tàn có đặt không? Đặt. 700 ngàn. Thì cả nhà cứ kết bạn với số điện thoại của ba, mình có để ở trên góc trái màn hình ở dưới cả nhà. Có Zalo cả nhà, thì cả nhà nhờ cô ba lựa vài gốc mình tham khảo, mình ưng cây nào thì mình chốt cây đó. Dạ, rồi. Ở đằng đây có gốc bự à. Nhưng ba anh chị gốc bự. Ở đây hắn nhưng mà dạ. Rồi mình tham khảo gốc này nha. Lá xanh xanh này xịt thuốc hắn các bạn. Xịt thuốc độc. Hoành là 24. Gốc này bự nè. Này chỗ 5. À, bây vậy cái lô này á, nó hoành nó dao động từ bao nhiêu cô ba? Hoành từ cho 20 đến 24. 20 tới 24 đi ha. Rồi. Hoành 24. Rồi cái này cũng Tán cao tán ngang ngang chứ. là 61. 61. Dạ, chiều cao của ba. Chiều cao là 124. 124. Chỗ Gốc 5. gốc này lớn nha cả nhà, 700 ngàn, bao ship nha cả nhà. Ủa gốc này như của À, ba? 800. À gốc này 800, gốc này chỗ 5. Chỗ 5. Dạ, gốc này chỗ 5, hàng lớn hơn cái kia nha cả Hàng nhà. lớn hơn cái kia. Lớn hơn nhưng mà giá nó chỉ trên là 100 ngàn thôi, 800 ngàn. Cây tông này cũng vậy luôn. Dạ. Đây là chỗ 5 nha cả nhà.
mình xin đính chính lại là chỗ năm. Rồi cái nào nữa cô ba? Cái này nè. Cái này cũng vậy luôn ha. Cái này cũng vậy luôn. Dạ. Rồi 800 ngàn nha. Cũng là cái quà. Mình đã thử, mình tham khảo vài gốc nha. Quà làm 20. Dạ. Tàn nè. Mai tàn thì mình quan trọng cái tàn nha cái nha. Tàn nó đặc hay không? 88. Đều không? Tán ngang là 88. 88. Là chiều cao. Chiều cao là 125. Dạ. Rồi, hồi nãy giờ mình giao lưu là ba mẫu rồi, ba lô rồi nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục. Cái lô nằm chậu 6 nha cả nhà. Chậu 6. Thì hoành 27. Hoành bự nha. Đây. Chậu 6. Đây. Đây cả nhà. Rồi, cho con xin là tán ngang với chiều cao luôn. Tán ngang là hoành 104. Dạ. Tán ngang là 104 thước đi ha. Rồi, còn chiều cao của cao. Đây cả nhà. Đi vòng xem nha. Này nó bị nghiêng. Cái này mà top nó ra bông thôi, đặc đặc cả nhà. Là 129. Dạ, 129. Chiều cao. Rồi, mình tham khảo thêm một góc nữa đi. Đây. Chứ nhiều lắm cả nhà, mình không có quay chi tiết được hết đâu. Này là 224. Dạ, 24. Rồi, chiều cao với tán ngang luôn. Chiều cao này chắc hơi cao. Tán ngang này. Cái này nằm chậu 60. 104. 104. Tán ngang còn chiều. Này gần hết thước luôn rồi. Chiều cao là hết thước luôn. Dạ, hết thước luôn. Dạ. Thì cái lô này mình giao lưu như cô ba. À, cái này là 1.1 triệu. Dạ. À, giá đó là bao ship hết đây hả cô ba? Ừ, bao ship luôn. Bao ship hết cả nhà. Cả nhà cứ tham khảo nha. Rồi mình còn giao lưu thêm lô nào nữa không cô ba? Dài cho nó dồn. Dạ, mình đi tham quan. Vậy là chủ yếu là nãy giờ một lô 350 nè, một lô 700, một lô 800, một lô 1.1 triệu, 4 lô nha cả nhà. Thì tùy theo mức giá thì có cái cây to lớn, to nhỏ khác nhau. Cả nhà cứ tham khảo nha.